Bên lề hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 19, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam ngày hôm nay đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn các nước Philippines, Brunei và Thái Lan. Tại cuộc gặp với Đại tướng Andrei Centeno, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, hai bên thống nhất đánh giá các hoạt động hợp tác quốc phòng trong thời gian qua tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả và linh hoạt, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trưởng đoàn hai nước nhất trí tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan của mỗi nước triển khai các chương trình giao lưu trong năm 2022. Tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác thực chất sẽ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ, thúc đẩy lòng tin giữa quân đội hai nước trong thời gian tới. Tại cuộc gặp với Thiếu tướng Dato Seri Palawan Haji Muhammad Hassami bin Hassan, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Brunei đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2021. Hai bên chia sẻ về tình hình COVID-19 tại mỗi nước, cũng như sự tham gia của quân đội vào nỗ lực của chính phủ mỗi nước trong phòng chống COVID-19 thời gian qua. Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên cho rằng còn rất nhiều dư địa để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác giữa các quân chủng. Tại cuộc gặp với Đại tướng Chaklomphorn Sirisawadi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, hai bên đánh giá cao việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng một cách đầy đủ, hiệu quả, với nhiều hình thức sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh. Trưởng đoàn hai nước khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo để các cơ quan đơn vị hữu quan của mỗi bên căn cứ vào tình hình COVID-19 đã dần được kiểm soát, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thực chất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế tham vấn, đối thoại giữa hai bộ quốc phòng, hợp tác đào tạo ngôn ngữ và chuyên ngành.